Rồi, Nông Dân TV xin mến chào anh chị cũng như bà con chăn nuôi đến với clip của mình tiếp theo ngày hôm nay. Thì mỗi khi mình chia sẻ lên á, mình nói ngay để dở bà con dở tham khảo nha. Thì hôm nay đó là ngày 16 tháng 6 thì lô bò mới tiếp tục vừa. Thì trong cái lô này thì trại bò của anh Vinh Nguyễn nha. Thì trại này là ở ấp Mỹ Hạnh, xã Chánh An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Thì trên màn hình mình đỡ hai số đó, số điện thoại và số Zalo. Thì trước màn hình anh chị thì chia sẻ lô bò 10 con, trong đó thì một con pháp kim và 9 con ba bơ, và có một con ba bơ thì nó lớn tiền hơn ba con kia, 9 con kia. Thì cái dàn ba bơ này là dàn ba lỡ rồi nha, dàn ba bơ lỡ rồi, rất đẹp, mông đùi phơ luôn. Đó. Thì lớn bò rồi, bò này thì anh em chỉ cần vừa nuôi là vỗ thôi. Đó, bông có và một con pháp kim. Đấy, thì trại của anh thì có số lượng bò rất là nhiều. Đó, bà con đến trại thì đủ cỡ để bà con lựa chọn. Thì trại có hỗ trợ để giao bò đến tận hộ gia đình cho bà con luôn. Thì tùy theo mức gần xe mà trại có hỗ trợ khác nhau. Thì trại có giao bò các tỉnh ngoài Bắc, Trung Nam là giao hết để bà con tham khảo. Đó, thì chủ trại sẽ báo giá lô bò 10 con này rất đẹp. Thì cái lô 10 con này anh chị muốn lựa con nào cũng được. Rồi, xin chào cô chú anh chị luôn nha. Tại bò Vinh Nguyễn quá, về cái lô này 10 con nha. 2, 4, 6, 8, 10 con. 10 con 8 con 3B, 2 con pháp kim. Rất là lực luôn. 3B con. Báo giá 8 con này nha. Có con này là 33 triệu thôi. Đây có con này là 33 triệu. Còn như là 30. 10 con nhưng mà có một con 33 triệu, còn như là 30. Bà B này cối, đây con này 33 triệu. Đích dai siêu sóc hết viết luôn. Con này cối bò nha, coi. Con này 30 triệu con. Rất là lực nha. Bà B đúng không? Có một con kia mà. Ôi, quay ngang con này. Tiếp ra con. Quá trời đông, hôm nay gì rất là đông nha. Hôm qua mới trở về Nghệ An nha. Bò kem cũng còn rất là đông luôn cô chú anh chị ơi. Khoảng 40 bò được kem. Đủ loại nha. Cô chú anh chị nào xài đủ loại. Bò được không à? Rồi cái lô này 10 con, có một con 33 triệu, còn nhiêu là 30 triệu. Muốn lựa con nào cũng được hết. 3B không mà có một con pháp kem, 9 con 3B, một con pháp kem. Trong này có con 3B bự là 33 triệu, con bò đó tại nó lớn tháng rồi. Rồi cô chú anh chị nào cần thì liên lạc với trại bò Vinh Nguyễn Mang Thít Vĩnh Long nha. Số lượng rất là đông rồi.